Xin chào các bạn. Một số bạn đã inbox hỏi về bão mặt trời. Bạn đã bao giờ nghe về bão mặt trời chưa? Bão mặt trời là gì và có ảnh hưởng như thế nào đến con người? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Các nhà khoa học đang cảnh báo rằng một sự bùng nổ của các cơn bão mặt trời có thể phá hủy nhiều thứ và tác động mạnh mẽ đến trái đất bất cứ lúc nào. Bão mặt trời là gì? Bão mặt trời là một vụ nổ năng lượng từ tính trong bầu khí quyển của mặt trời, khiến cho các đám mây, plasma hay còn gọi là gió mặt trời bị đưa vào không gian. Những đám mây này mang theo các hạt vật chất có mang điện tích như điện tử ion dương và âm. Trên đường đi, chúng đến trái đất sẽ gây ra hiện tượng cực quang và bão tử. Vậy, bão mặt trời xảy ra khi nào? Bão mặt trời xảy ra khi năng lượng từ tính tích tụ trong bầu khí quyển của mặt trời đột nhiên được giải phóng, chủ yếu ở các khu vực hoạt động xung quanh các vết đen của mặt trời. Bão mặt trời quy mô lớn thường sẽ ít gặp hơn quy mô nhỏ. Hoạt động của mặt trời thay đổi trong chu kỳ 11 năm tại đỉnh điểm thường có nhiều vết đen mặt trời hơn và do đó có nhiều cơn bão mặt trời hơn. Theo các nhà nghiên cứu, cứ mỗi thập kỷ, xác suất các cơn bão mặt trời tác động lên trái đất là 1,6 cho tới 12%. Đánh giá sức mạnh của bão mặt trời như thế nào? Sức mạnh của bão mặt trời được đánh giá theo các mức A, B, C, M, X. Trong đó mức sau sẽ mạnh hơn mức trước 10 lần. Mức X3 sẽ mạnh hơn 3 lần so với mức X1. Các cơn bão mặt trời mức M và X thường xảy ra trong thời gian gần đây. Điều đáng quan tâm là bão mặt trời không thể được phát hiện bằng mắt thường từ bề mặt trái đất, nhưng có thể quan sát được qua kính viễn vọng, tia X không gian và các thiết bị chụp ảnh nhiệt. Năng lượng khủng khiếp của cơn bão mặt trời. Lượng năng lượng được giải phóng bởi một cơn bão mặt trời có thể tương đương với hàng triệu quả bom hydrogen, 100 megaton, 100 triệu tấn phát nổ cùng lúc, lớn hơn 10 triệu lần so với năng lượng giải phóng do một vụ phun trào núi lửa. Thường chỉ kéo dài trong vài phút, sức nóng của bão mặt trời tác động lên các vật liệu có thể lên đến hàng triệu độ và tạo ra một vụ nổ bức xạ trên phổ điện từ, bao gồm từ sóng vô tuyến đến tia X và tia gamma. Bão mặt trời có thể làm mất Internet trong vài tháng. Bão mặt trời tấn công trái đất mang theo sức nóng làm các bộ lọc điện tử, cáp quang biển dẫn Internet có thể bị phá hỏng hoặc phá hủy hoàn toàn. Mới đây, các nhà khoa học từ Đại học California đã cảnh báo nếu bão mặt trời tiếp theo đến bất cứ khi nào có thể gây ra tình trạng mất Internet trên toàn thế giới. Bão mặt trời xảy ra khi khối lượng lớn các hạt tích điện và plasma được phóng ra từ mặt trời và thổi vào không gian. Đám mây chuyển động nhanh mang các hạt vật chất có tính từ hóa, có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng Internet hiện có trên trái đất. Hiện tượng này khiến trái đất liên tục hứng chịu các cơn mưa hạt phóng ra từ mặt trời. Dù vậy, hầu hết các thiết bị điện tử trên hành tinh vẫn hoạt động tốt do bầu khí quyển của trái đất hoạt động như một lá chắn ngăn chặn phần lớn các bức xạ có hại và các hạt tích điện hạn chế tổn thất hạ tầng điện tử. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, mặt trời tạo ra một lượng hạt bức xạ đủ lớn để che phủ trái đất, áp đảo hệ thống phòng thủ trong khí quyển. Điều này khiến những sợi cáp khổng lồ được đặt dưới biển phục vụ kết nối giữa các lục địa có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và dẫn đến tình trạng mất Internet toàn cầu. Những quốc gia ở vĩ độ cao như Mỹ và Anh là những nơi bị bão mặt trời làm mất Internet đầu tiên. Việc khôi phục hệ thống có thể kéo dài trong nhiều tháng. Ước tính, kinh tế Mỹ có thể thiệt hại lên tới 7 tỷ USD trong một ngày nếu bị gián đoạn Internet. Các nhà nghiên cứu cho biết hiện có rất ít dữ liệu về bão mặt trời. Các sự kiện lớn về hiện tượng này chỉ được ghi lại 3 lần trong lịch sử và cơn bão mặt trời gần đây nhất xuất hiện năm 2014, tuy nhiên sức tàn phá không nghiêm trọng. Cơn bão mặt trời dữ dội nhất từng được ghi nhận trong lịch sử xảy ra vào năm 1859 và được gọi là sự kiện Carrington. Từ quyển của trái đất đã bị nổ tung gây ra cơn bão từ trường, la bàn trên khắp thế giới được cho là dừng hoạt động. Bão mặt trời có ảnh hưởng tới con người không? Bão mặt trời có thể tác động tới dịch thể, hệ thống thần kinh thực vật trong cơ thể, khiến cho nhịp tim và huyết áp của con người bị ảnh hưởng. Khi cơn bão mặt trời hoạt động mạnh, những người bị bệnh tim mạch, huyết áp cao sẽ có tỷ lệ nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp hay tai biến mạch máu não nhiều hơn. Làm sao để nhận biết một cơn bão mặt trời sắp xảy ra? Hiện nay, các phương pháp dự đoán chưa được hiện thực hóa.
các nhà nghiên cứu chưa xác định được chính xác khu vực hoạt động nào của mặt trời gây ra hiện tượng này. Hiện, các nhà nghiên cứu dựa vào tính chất nhất định của vết đen trên bầu trời, trên mặt trời để phân loại và dùng nó làm điểm khởi đầu để dự đoán bão mặt trời. Dự đoán này có thể tính được xác suất bùng phát bão mặt trời trong 24 đến 48 tiếng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.